but don't. Đây rồi, vâng. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với cả 500 Road Studio trong ngày lễ 30 tháng 4. Và ngày hôm nay thì mình sẽ đưa đến với các bạn, mình Carter Trọng Linh sẽ đưa đến cho các bạn trận thi đấu giữa NRG và VC Gaming. Trận thi đấu mở đầu trong khuôn khổ của giải IEM Sydney. Chính xác hơn thì đây là trận thứ 3 rồi và có vẻ như trận thi đấu cũng đã được bắt đầu rồi. Mình sẽ chuyển về màn hình chính để cho mọi người tiện theo dõi mà thôi. NRG Esports đối đầu với VC Gaming và map thi đấu sẽ là map thi đấu Mirage. Map thi đấu khá mạnh dành cho cả hai team. Tuy nhiên NRG vẫn là team cửa trên trong trận thi đấu này. Và VC Gaming ở trong round pistol, họ đang là người xuất phát bên phía T-side trước. Một quả smoke đến từ vị trí của Advent. Đang muốn làm gì đây? Quả smoke có vẻ như muốn trả vào khu vực jungle rồi. Nhưng các thành viên bên phía team NRG trong round thi đấu này, họ đang muốn chủ động retake khu vực bomb site A ở round pistol. Và chúng ta cùng xem VC Gaming đang tanh xuống khu vực city. Nhưng Taric bắn vào mồm gáo Ben rồi. Tiếp tục thì Breen đang boost lên trên khu vực city. Và có như thế không đây? Bắn rất nhiều đạn rồi nhưng đối phương vẫn không biết là bắn ở đâu cả. Và giờ thì Bree cùng với đó là vị trí của Taric. Vâng, chính xác là Ethan vừa nằm xuống rồi. Bree double kill, triple kill, chính xác chỉ là hai mạng dành cho Bree mà thôi. Và giờ thì một mình Advent đặt được bom thành công nhưng không chiếm được city thì chắc chắn các thành viên bên phía team VC Gaming sẽ không thể giữ được bom xe à trong round thi đấu này. Vâng, 1-0 dành cho các thành viên bên phía team NRG Esports. Map thi đấu Mirage này cũng là một map khá mạnh dành cho các thành viên bên phía team NRG. Trong khi đó thì cái tên VC Gaming chúng ta đã biết rồi. VC Gaming dạo đây họ cũng tham dự khá nhiều giải lớn, IEM Katowice Major và cả Star Series I-League Season 7. Tuy nhiên có lẽ map thi đấu mạnh nhất của các thành viên bên phía team VC cũng là map thi đấu mạnh nhất của những team đến từ Trung Quốc, thường là như vậy. Chỉ là map thi đấu Inferno thôi. Chúng ta không biết được rằng liệu họ sẽ thể hiện như thế nào map thi đấu Mirage này, đặc biệt là đối đầu với những team hàng đầu thế giới. Chính ra thì NRG cũng không phải là một team được coi rằng tier 1 hiện tại, theo mình đánh giá là như vậy. Đặc biệt là sau kỳ Major rồi khi họ có một kết quả khá là thất vọng và họ đã phải ngay lập tức thay vị trí của Phắc Ly, hay gọi thân quen là Phương Ly bằng Taric. Tuy nhiên thì đối đầu với một team chiếu dưới như này thì có lẽ họ sẽ dễ dàng chiến thắng thôi. Và đặc biệt là trong những round eco như thế này, chúng ta nhìn thấy NRG thể hiện sự áp đảo hoàn toàn thì họ không mất một khẩu súng nào cả. Vâng, 2-0 dành cho các thành viên bên phía team NRG. Có lẽ là do lâu quá mình đã không bình luận CS nên có vấn đề gì thì mong anh em thông cảm. Thực sự thì mình không quen đọc team này là NRG, nhưng không hiểu sao ngày hôm nay nhìn thấy quen đọc là NRG. Bây giờ thì mình có lẽ là chết xỉu, chúng ta đọc là NRG, nghe cho nó tây, nghe cho nó chuyên nghiệp. Vâng, và chúng ta nhìn thấy NRG nó có những đẩy khu vực middle rồi. Có đến hai người đẩy mid, đó chính là vị trí của Ethan cũng như là Dab. Round thi đấu này bên phía team NRG họ có đến 3 khẩu AUG. Chỉ một mình Ethan là người có cho mình một khẩu SMG mà thôi. Nhưng VC Gaming 3 round thi đấu đầu tiên họ liên tiếp đánh vào trong khu vực bom xe A. Nhưng chúng ta đều biết rằng những cái bài set vào khu vực bom xe A này thì hai quả smoke che khu vực jungle và city nó không kín. Chúng ta để nhìn thấy vừa rồi Taric đã lợi dụng boost lên trên đầu của đồng đội và có cho mình một mạng ở khu vực bomb site A. Các thành viên bên phía team VC Gaming họ dụng mất hai người rồi. Và bây giờ thì NRG đã có cho mình quá nhiều lợi thế. Bomb site B hiện tại của NRG đang chỉ có một mình vị trí của Taric mà thôi. Tuy nhiên thì Taric sẽ thoải mái solo trong khoảng thời gian này. VC Gaming họ vẫn đang chỉ chủ động walk về trên khu vực lầu B. Với cái timing này thì chắc chắn sẽ cử một người backup về khu vực bomb site B đến từ NRG, và đúng là như vậy rồi. Vị trí của Circle sẽ là người backup về. Bom giải B hiện tại đang khá chắc chắn khi Circle vẫn còn cho mình một quả smoke nữa. Các thành viên bên phía team VC Gaming thì họ hết bom rồi, chỉ còn một quả flash đến từ vị trí của Freeman. Và có vẻ như họ sẽ quyết định bỏ chạy vào trong khu vực lầu B này. Chắc chắn là như vậy. Chúng ta cùng chờ xem đội tuyển bóng bò chạy này sẽ làm được gì đây. Advent sẽ là người đi đầu. Chúng ta cùng xem. Advent bắt đầu chạy vào rồi. Circle đã nhìn thấy đối phương nhưng vẫn còn Taric bắn kẹp chéo đây nữa. Circle có cho mình một mạng rồi, bom đã rơi. Giờ thì Taric chỉ bắn yếu đối phương mà thôi. Freeman có cho mình double kill, bom xe B thủng hoàn toàn. Nhưng các thành viên bên phía team NRG họ vẫn đang có cho mình lợi thế hơn người. Freeman cũng chỉ còn cho mình 28 máu mà rồi. Lại cùng xem bên phía team NRG họ sẽ retake như thế nào. Flash đi vào đến từ vị trí của Dabs. Nhưng KZ với lợi thế của cái scope X2 của SG53 có sinh một mạng rồi. Tiếp tục là double kill dành cho KZ và triple kill dành cho KZ rồi.
Một tình huống 5v2 và các thành viên bên phía team Energy đã để thua. Quá bất ngờ. Vâng, một tình huống bắn quá bất ngờ đến cho các thành viên bên phía team VC Gaming. Và vừa rồi thì chúng ta đã nhìn thấy hai cái tên lên tiếng. Đó chính là KZ cùng với đó là vị trí của Freeman. Vâng, hai player, một ông thì đến từ Hồng Kông và một người thì đến từ Malaysia. Và chúng ta đều biết rằng ở những cái team full quốc tịch như thế này thì thường cho những người ở nước khác vào thì họ sẽ phải là những người gọi là star player, những người tay rất to. Chúng ta nhìn thấy KZ với tình huống sấy SG553. Quá tín, triple kill dành cho KZ ở trong round thi đấu vừa rồi. Một round thắng dành cho các thành viên bên phía team VC Gaming. Tuy nhiên thì VC có lẽ vấn đề lớn nhất của họ cũng nằm ở bộ đôi Freeman và KZ này. Nếu như Freeman và KZ không thi đấu đúng với phong độ của mình thì họ VC Gaming thường sẽ thi đấu rất thọt. Giải thi đấu gần đây nhất mà VC Gaming tham dự, một giải thi đấu lớn, đó chính là giải thi đấu Star Series iLeague Season 7. Thì họ cũng không có một kết quả quá tốt. Thực sự là một kết quả bết bát dành cho VC Gaming. Thực ra thì VC Gaming cũng chưa bao giờ là một team được đánh giá là mạnh ở đấu trường quốc tế cả. Có lẽ là họ chỉ mạnh ở trong đấu trường của những người Trung Quốc mà thôi. Tuy nhiên thì cũng chỉ là mạnh thứ hai. Chúng ta đều biết rằng team top 1 Trung Quốc hiện tại đó chính là các thành viên bên phía Tai Lu. Tên Tai Lu chúng ta đã quá quen thuộc ở những kỳ Major rồi. Ở kỳ Major lần trước thì VC Gaming cũng có một màn thể hiện khá ấn tượng. Chúng ta đều nhớ rằng VC là một chú ngựa ô. Tuy nhiên thì họ cũng chỉ ra về ở vòng thi đấu New Challenger, vòng thi đấu 24 đội với kết quả 2-3. Trận thi đấu cuối cùng thì họ để thua trước các thành viên bên phía team NIP. Nhắc về NIP một chút thì ở trận thi đấu lượt vừa rồi NIP đối đầu với E-United thì họ cũng khá vất vả có thể chiến thắng được E-United, team đến từ khu vực Bắc Mỹ. 16-13 map thi đấu núc, map thi đấu mà ngày xưa các thành viên bên phía team NIP từng làm chủ. Vừa mà có vẻ như là vấn đề kỹ thuật đã được giải quyết rồi, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với trận thi đấu này thôi. NRG đối đầu với VC Gaming, tỷ số hiện tại đang là 2-1 dành cho các thành viên bên phía team NRG. Tuy nhiên NRG vừa được thua ở round thi đấu vừa rồi nhưng họ vẫn có đủ tiền để có thể full bài trong round thi đấu này. Đã có những dấu hiệu yếu tiền nhất định đến từ vị trí của Taric cũng như là đạp lượng bom mìn dành cho các thành viên bên phía team NRG cũng đang không phải là quá nhiều. Nhưng chúng ta nên nhớ rằng có một ốp dành cho vị trí của Circle. Khẩu ốp rơi vào tay của Circle thì chúng ta cũng đều biết sức mạnh của nó rồi. Skill trong round thi đấu này sẽ là người giữ khu vực Connector nhìn ra middle. Có vẻ như các thành viên bên phía team VC họ đang không muốn chiếm middle, sẽ là những đánh vào trong khu vực bom xe A mà thôi. Nhưng quả smoke cắt khu vực Connector dành cho các thành viên bên phía team VC. Lại cùng chờ xem. Đang di chuyển lên trên khu vực underpass rồi và Dabs là người đứng cường khu vực A-ram nhưng có flash được bút vào. Chúng ta cùng xem Skill là người kẹp chéo cùng với vị trí của Dabs. Adven nằm xuống rồi, có vẻ như quả flash không mù vị trí của Skill. Và giờ thì quả smoke khu vực Connector sắp tàn, bò lên trên xe đến từ vị trí của Freeman. Và bây giờ thì Taric lộ vị trí nhưng vẫn flick được vào vị trí của Freeman thành công. Và Freeman chỉ còn cho mình 29 máu mà thôi. Và giờ thì chúng ta hãy cùng xem bắn scout hơi nhồng đến từ vị trí của Taric và tạo cơ hội cho Freeman rồi. Double kill dành cho Freeman. Các thành viên bên phía team VC Gaming họ lại cân bằng lợi thế về người. Freeman đang di chuyển rất thoải mái ở khu vực Connector nhưng bây giờ thì Đáp hạ gục được người cầm bom, đó chính là KZ ở bên ngoài khu vực Aram. Đáp cũng chỉ còn cho mình 20 máu mà thôi. Bây giờ thì Breezy tận dụng cơ hội là rất tốt. Freeman nằm xuống và bờ một mình, Alman sẽ làm gì đây? Người team có quá nhiều man, họ đọc nó hơi líu một chút. Freeman, Alman. Tuy nhiên bây giờ Alman này không thể làm được gì cả. 0-1-4 đó sẽ là chỉ số của Alman ở sau round thi đấu này. Brawl thắng khá thuyết phục đến từ các thành viên bên phía team NRG. Chúng ta đã đều thấy khẩu ốp của Skill. Tuy nhiên vừa rồi cũng là một tình huống bắn kẹp chéo khá thông minh khu vực A-RAM dành cho NRG. Skill cũng đó vị trí của Dabs. Freeman đã rất cố gắng rồi. Tuy nhiên đó là không đủ. Các thành viên bên phía team NRG họ cũng mất khá nhiều súng. Tuy nhiên bên phía team VC họ sẽ phải eco trong round thi đấu tiếp theo mà thôi. Đúng là như vậy. Hiện tại chúng ta nhìn thấy chỉ số các thành viên bên phía team VC Gaming chưa ai chơi game cả, ngoại trừ bộ đôi ngoại tổng Freeman và KZ. Còn lại tất cả các ông đều đang có không mạng. Nhưng bây giờ thì KZ cũng đã nằm xuống ở trong round thi đấu này rồi. Rồi Dâu Kinh sẽ làm được gì đây? Dâu Kinh đẩy lên chỉ với một khẩu P250 nhưng bắn bắt đầu quá nhiều. Ethan hạ gục mạng của Dâu Kinh thành công. Bên phía team VC chỉ còn 3 người trên lầu B mà thôi. Nhưng giờ thì Advan có được một mạng đầu tiên rồi. Breezy với lợi thế của khẩu AUG kê trước.
Và cái scope X2 thì có một tình huống sấy rất tốt, double kill dành cho Breezy. 4-1 dành cho các thành viên bên phía team NRG Esports. Vâng, hiện tại thì giới thiệu lại cho anh em chưa biết, hiện tại người đang cắt trận thi đấu này là mình, caster Trọng Linh. Mới chỉ là những round thi đấu đầu tiên mà thôi, vì chúng ta có thể thấy sự khá là áp đảo đến các thành viên bên phía team NRG. Đặc biệt là với một ngày mà Breezy chơi game, tôi nghĩ rằng bên phía team PC bên mình cơ hội của họ đang là khá ít. Nhưng bây giờ thì bên phía của vị trí NRG họ đang bắn kẹp hai người cùng Little Ethan. Ethan đang cố gắng nhìn qua khe của quả smoke này, tuy nhiên đối phương sẽ nhảy qua một thời kia, đó là một cái khe quá hẹp. Và bên tiếp tục bên phía team NRG họ bắn rất chủ động ở trong map thiếu Mirage. Bây giờ thì đang đẩy lên trên khu vực lầu B, Alman ăn một viên ốc xuyên tường mà chỉ còn cho mình 13 máu mà thôi. Bên phía team NRG Esports họ chiếm thành công được khu vực lầu B rồi, và vị trí di chuyển của các thành viên bên phía VC họ sẽ trở nên tù túng hơn rất nhiều. Tuy nhiên hiện tại bên phía NRG khu vực bom sai A họ đang bắn lùi khá sâu, và mid đồ thì có lẽ là các thành viên bên phía team VC họ sẽ chiếm được mà thôi. Vâng, giữ mid ở bên phía City Side map thì đấu Mirage chưa bao giờ là một điều dễ dàng cả. Các thành viên bên phía team VC họ sẽ làm gì trong round thi đấu này đây? Có lẽ là sẽ chỉ đánh được vào khu vực bom sai A mà thôi. Khu vực bom sai B đang trở nên quá khó để có thể đánh vào. Nếu như không để clear được khu vực lầu B, và giờ Ethan đang canh tham mình để đẩy ra trang, cần có một quả flash đến từ đồng đội. Nhưng Ethan nhìn thấy đối phương rồi, và bây giờ thì không có một tiếng búp flash ra, mà đó sẽ một tiếng pick chay đến từ Ethan. Bên phía team VC chúng ta nhìn thấy một người đã úp mặt vào tường để chủ động tránh flash. Tuy nhiên NRG vừa rồi đã bắn quá láo, không cần búp flash đẩy ra. Căn thăm mình là rất chuẩn đến từ vị trí của Ethan. Và bây giờ thì VC họ đang muốn đánh vào trong khu vực bom sai A. Sẽ là một tiếng split A đến các thành viên bên phía VC mà thôi. Nhưng các thành viên bên phía NRG họ đang có đến tận 3 người, chính xác là 4 người khu vực bom sai A. Tàn đã đẩy được chiến trên khu vực T-Bay rồi. Đáp đã có một góc đứng rất đẹp ở đây. Các thành viên bên phía team VC nhìn thấy đáp rồi, đục qua firebox và đáp phải nằm xuống. Ethan hạ gục đã Advent, Tarik đổi mạng Alman. Nhưng Freeman sẽ kết thúc đi Ethan. Tình huống đã là 3-2. Lợi thế hơn người dành cho các thành viên bên phía team NRG. Freeman giữ được trên khu vực lầu A. Quả smoke được trả vào thêm một quả đấy. Tarik biết rằng có người trên này, và cuối cùng thì Freeman và KZ đều phải nằm xuống rồi. 5-1 dành cho các thành viên bên phía team NRG mà thôi. Bắn rất tin cho các thành viên bên phía team NRG. Chúng ta đã thấy ngày hôm nay thì VC có vẻ như họ đang ngập trước cái đấu trường ở Sydney này rồi. Những tình huống bắn rất chủ động ở những round thi đấu đầu tiên bên phía Cityside dành cho các thành viên bên phía team NRG. Và đặc biệt thì ngày hôm nay Breeze đang thi đấu rất tốt. Ngược lại bên phía team VC thì vẫn chỉ là cái tên KZ và Freeman mà thôi. NRG là một team họ có cho mình rất nhiều tiềm năng, player tay đều rất to. Ethan, Breeze, Circle ta đều biết rồi, tuổi đời họ cũng là rất trẻ. Mới gần đây thì họ đã thay đổi vị trí của Phắc Ly, hay gọi là Phương Ly, bằng Tarik, một player tay cũng to không kém, một Major Champion. Lần này thì bên phía team NRG lại đẩy lên trên khu vực lầu B rồi. Tarik sẽ là người giữ trên cường khu vực lầu B. Các thành viên bên phía team VC họ đã muốn set bài vào, nhưng vấn đề là lầu B chưa được clear. Bên phía team VC họ sẽ di chuyển vào như thế nào đây? Tarik vẫn đang đứng khá thoải mái ở đây. Thêm một quả smoke sâu được nhồi vào nữa, và VC kế hoạch của họ bị phá hóa hủy hoàn toàn. Tuy nhiên thì họ cũng chỉ trả những quả smoke đầu tiên mà thôi. VC họ vẫn còn tới 3 quả smoke ở trong round thi đấu này. Và giờ thì Ethan đẩy được lên trên khu vực top mid rồi. Phạm vi di chuyển của các thành viên bên phía team NRG đang là quá nhiều ở trong round thi đấu này. VC Gaming họ không thể di chuyển ra được. Freeman là người có vị trí di chuyển thoáng nhất khi anh đang giữ ở khu vực A-RAM. Nhưng bây giờ thì Tarik lộ vị trí rồi, sẽ di chuyển ngược về khu vực ban công. Nhưng Ethan liệu có phát hiện được boost hay không đây? Nhìn thấy rồi, nhưng Alman sẽ là người kết thúc mạng của Ethan thành công. Tiếp tục đi, Tarik hạ ngược được người trên lầu B. Và bên phía team NRG Esports có vẻ như họ biết rằng sẽ là đánh vào trong khu vực bom sai A. Đáp là người kê lại khu vực CT. Một mạng, hai mạng dành cho Đáp rồi. KZ cố gắng đặt bom khu vực tung 3, nhưng đục thôi vào KZ. Vâng, KZ có vẻ như cái tường hơi dày, anh vẫn giữ cho mình được 19 máu. Và bây giờ KZ kiếm có thêm một mạng nữa trước khi nằm xuống với Breezy. Trong khi đó thì Alman, quả bom này là quả bom được đặt đẹp dành cho Alman, nhưng thêm một quả smoke được nhồi vào đến từ Circle rồi. Thôi xong, liệu có một tiếng gỡ bom luôn hay không đây? Có vẻ như sẽ gỡ bom luôn rồi. Góc thi đấu này là quá xa đến từ vị trí của Alman, khó để có thể spam chúng được. Đối phương đã gỡ bom thành công, Alman vẫn kịp spam thêm một viên AUG vào người của Breezy nữa. 6-1 dành cho các thành viên bên phía team NRG. VC Gaming round thi đấu vừa rồi thì họ đã đặt được quả bom. Và với cái việc mà họ đã để thua quá nhiều round thi đấu liên tiếp và luật cộng tiền mới nữa, thì họ sẽ được cộng cho mình 3.400 tiền, cộng 800 bonus với việc đặt bom nữa. Thừa tiền để có thể full bài trong round thi đấu này. Thì round thi đấu vừa rồi cũng là một round thi đấu half bài các thành viên bên phía team VC Gaming mà thôi. 6-1.
VC họ sẽ phải sử dụng cho mình một quyền timeout tactic, quyết định hợp lý. Hiện tại thì VC họ đang, có lẽ là họ đang quá ngợp rồi. NRG Esports nếu mà nói về cái vấn đề tactic thì hiện tại cũng không phải NRG Esports họ quá out tactic các thành viên bên phía team VC Gaming, mà vấn đề là họ out skill, Skill, Breezy, chúng ta đều biết, player tay rất to. Vừa rồi chúng ta để nhìn thấy là những round thi đấu vừa rồi NRG họ chủ động đẩy lên cương rất nhiều, vì đơn giản họ biết rằng skill mình so với đối thủ là vượt trội hoàn toàn. Tuy nhiên bên phía team VC, các thành viên bên phía VC cũng không phải là skill quá yếu. Hiện tại nền CSGO Trung Quốc đang có rất nhiều tiến triển rồi. Bên phía team VC Gaming họ cũng là một trong những team khá nhiều tiềm năng. Giờ round thi đấu này thì bên phía team VC, KZ đã lên cho mình một khẩu AWP, Oppo chính của các thành viên bên phía team VC. Thì với khẩu AWP này liệu KZ có làm được gì hay không đây? Đang chỉ giữ lại ở khu vực underpass đến được các thành viên bên phía team VC mà thôi. Nhưng chúng ta có nhìn thấy trong round thi đấu này thì NRG chủ động không đẩy ở khu vực ARAM cũng như là khu vực lầu B nữa. Hai round thi đấu liên tiếp đẩy lầu B rồi. Và round thi đấu này thì NRG họ sẽ chủ động solo B đến từ vị trí của Taric. Các thành viên bên phía team VC Gaming có vẻ như họ đang muốn chỉ là những tình huống fake vào trong khu vực bom site B giai đoạn đầu mà thôi. Họ đang làm lè muốn đẩy ra chiếm khu vực middle. Có lẽ khoảng thời gian 1 phút thì bên phía team VC sẽ đẩy lên chiếm mid. Chúng ta hãy cùng xem liệu có phải là một tình huống mà VC Gaming họ đánh speed B không. Tình huống mà di chuyển 3 người trên lầu B và 2 người di chuyển vào từ khu vực B short. Các thành viên bên phía team NRG trong round thi đấu này thì họ hiện tại vẫn đang giữ được khu vực middle đến từ third kill. Với khoảng timing này thì có lẽ họ nên lùi lại, không có ai nhìn vào khu vực underpass cả. Bên phía team VC Gaming thì họ vẫn đang giữ rất trì. Có vẻ như là sẽ đẩy ra chiếm mid ở khoảng thời gian 40 giây, đúng là như vậy rồi. VC Gaming họ đang tanh lên trên khu vực B shot rất nhanh. Sẽ là một tiếng đánh speed B đến từ các thành viên VC rồi. Một quả smoke được nhồi vào khu vực window. Bên phía team NRG họ đang có hai người khu vực bom site B mà thôi, vị trí của Breezy và Taric. Nhưng hai người này sẽ làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Khi Taric có cho mình double kill, KZ đổi lại được hai mạng. Nhưng KZ chỉ còn cho mình 21 máu, lợi thế hơn người vẫn dành cho các thành viên bên phía team NRG Esports. Alman là người fighter của một vít đồ, nhưng bây giờ thì Alman lộ rồi. Các thành viên bên phía team VC đang gặp quá nhiều khó khăn. Khi tiếp tục thì Daps hạ gục được mạng của Alman và KZ chắc chắn sẽ xếp súng ở trong round thi đấu này thôi. Lại một round thi đấu nữa và chúng ta nhìn thấy VC Gaming họ không làm được gì cả, mà chỉ một mình KZ là người có mạng. Quá tạ đến từ những player còn lại. 7-1 dành cho NRG Esports. VC Gaming có lẽ là họ cần chủ động hơn ở trong map thi đấu này. Chúng ta vừa rồi có thể nhìn thấy round thi đấu vừa rồi họ mất đến khoảng thời gian tận 1 phút để có thể giữ lại ở khu vực middle. Sau đấy thì đối phương không đẩy. Mà kết quả là VC Gaming thời gian khoảng còn thời gian còn lại họ quá tù túng để có thể di chuyển vào trong bom site. Có lẽ là họ cần có những thay đổi, cần thêm một quyền timeout nữa. Quyết định bắn cục rồi, đẩy lên bắn nhau luôn khu vực middle. Nhưng lần này đến Taric, anh sẽ chuyển ra khu vực B shot với khẩu AWP của mình. Ethan và Sir Kill phải nằm xuống rồi. Taric cũng có cho mình một mạng đổi lại, nhưng lợi thế hơn người hiếm hoi dành cho các thành viên VC. Nhưng đừng bảo với tôi họ sẽ mất lợi thế hơn người này, nhưng Freeman đẩy ra đổi mạng là rất tốt dành cho các thành viên bên phía VC. Bom xay A hoàn toàn clear, có vẻ như đây sẽ là round thắng dành cho các thành viên bên phía team VC mà thôi. Nếu như họ để thua ở trong round thi đấu này thì thực sự tôi không còn gì để nói cả. Nhưng bây giờ thì NRG Esports liệu họ có muốn retake ở trong round thi đấu này hay không đây? Lượng tiền của các thành viên bên phía team NRG cũng không phải là quá nhiều, và có lẽ là họ nên chọn một quyết định xếp súng đi hơn. Breezy là người gần với khu vực bom Saya này nhất, và anh đang di chuyển ngược lên trên khu vực Palace rồi. Bên phía team VC Gaming thì họ có bắt được mạng của Breezy hay không đây? Liệu Breezy có cho chúng ta thấy một tình huống ninja defuse hay không? Nhưng có vẻ như trên người Breezy đang không có smoke, sẽ là một tình huống khó khăn để có thể defuse quả bom này. Và các thành viên bên phía team VC Gaming họ cũng không nên mắc những cái sai lầm ngớ ngẩn như vậy. Và Breezy có lẽ là anh sẽ cố gắng cấu mạng các thành viên VC mà thôi. Đang di chuyển vào rồi, một mạng cho Breezy. Nhưng Advent đổi lại mạng của Breezy thành công. 2-7 dành cho vị trí của VC Gaming. Một round thi đấu mà bên phía team VC họ đã chủ động đẩy ra bắn nhau với các thành viên NRG luôn. Và chúng ta thấy rằng VC Gaming họ cũng chứng minh được rằng tay của họ không thua kém các thành viên bên phía team NRG. Những tình huống bắn nhau khu vực middle rất tốt. Bây giờ thì bên phía team VC Gaming họ có cho mình một round chiến thắng. Tuy nhiên khoảng cách vẫn là 5 round. Và họ sẽ sử dụng cho mình một quyền timeout tiếp theo. NRG Esports thì họ vẫn đủ tiền để có thể full bài trong round thi đấu này. Hai khẩu AWP được lên rồi. Sẽ là một tình huống full bài đầy đủ dành cho các thành viên bên phía team NRG. Duy chỉ có lượng bom mìn là hơi yếu mà thôi. Vâng, chúng ta để nhìn thấy một chỉ số khá thú vị.
với bộ năm này của các thành viên VC Gaming thì hiện tại chỉ số ở những giải Tier LAN của họ họ thua 21 map và chỉ thắng có 16 map mà thôi. Khá là hiếm hoi khi có một team thi đấu LAN mà cái hiệu số map nó lại âm. Tiền cũng phải thôi, cái những giải LAN mà VC Gaming thi đấu đều là những giải mà họ là team chiếu dưới. Chính ra thì VC Gaming họ cũng tham dự khá nhiều giải LAN tầm cỡ quốc tế. Có thể nói rằng VC Gaming cũng là một team khá mạnh ở khu vực Trung Quốc. Round thi đấu này thì bên phía team Energy Sport có vẻ như họ rén rồi. VC Gaming đã chứng minh cho Energy Sport được rằng họ không nên đấu skill với các thành viên bên phía team VC. Bây giờ thì VC Gaming họ sẽ thoải mái chiếm được khu vực middle mà thôi. Tuyền sau khi chiếm được mid thì VC họ lại di chuyển hết về khu vực bom site A. Và một mình vị trí của Alman sẽ là người bài tờ trên lầu B. Có vẻ như sẽ là một tình huống set bài trong khu vực bom site A. Sau đấy là đặt bom ngược về khu vực thùng bà để cho vị trí của Alman là người bài tờ. Đây sẽ là một quả bom đặt đẹp dành cho vị trí của Alman. Tuyền phải đặt được bom đã. Nhưng các thành viên bên phía team Energy trong round thi đấu này họ chỉ để cho một mình vị trí của Taric là người solo A mà thôi. Và có quả smoke được trả vào khu vực CT hay không đây? Tôi đã nhìn thấy bên phía team VC chỉ có hai quả smoke và có vẻ như đây sẽ chỉ là những quả smoke cắt đôi khu vực connector rồi. Bây giờ thì Taric sẽ làm gì đây? Có vẻ như nó đẩy cương lên trên khu vực tục 3. Phát được vào là rất nhiều, nhưng bây giờ thì Taric ngày hôm nay thì Taric được bắn ốp là hơi miss nhiều một quá, và bây giờ thì Taric nằm xuống khu vực bom xe A rồi. Một tiếng chết chay đến từ vị trí của Taric, một quyết định quá nhồng. Bây giờ thì Ethan hạ cũng được bảo KZ đưa tình huống về là 4v4, nhưng bom sẽ được đặt thành công mà thôi. Vị trí của VC Gaming thì bị Alman đã di chuyển ngược lên trên khu vực ARAM rồi. Có vẻ như Alman không quyết định bài tờ khu vực middle, và các thành viên bên phía team VC Gaming họ sẽ giữ lại hết người khu vực bom xe A ở đây. Bên phía team Energy sắp lại di chuyển 3 người lên trên khu vực city. Bây giờ thì sơ cứu hạ cũng được mạng của Freeman rồi. Người trên lầu A đã chết thì có thể retake đấy không đây? Dabs vẫn đang giữ lại khu vực jungle. Sơ cứu tiếp tục bắn trượt với viên AWP tiếp theo, nhưng bây giờ thì Dabs một tiếng sai timing đến từ dầu kinh. Bên phía team Energy họ đang có cho mình lợi thế hơn người, nhưng tham không còn là nhiều nữa rồi. Quả bom này được đẹp về khu vực ARAM, và bây giờ thì Ethan cũng với đó sơ cứu hạ cũng được hai người bên phía NPC. Và đủ tham hay không đây? Đủ tham hay không? Đủ tham dành cho Ethan rồi. 8-2 dành cho các thành viên bên phía Energy Esports. Toàn rồi, quá tàng dành cho VC Gaming. Huyền thì họ vẫn có thể full buy được ở trong round thi đấu tiếp theo với luật cộng tiền mới và việc cả đặt họ đặt được bom nữa. Nhưng tiếng vừa rồi thì các thành viên bên phía team VC Gaming họ không nên để thua ở trong một round thi đấu mà họ đã có cho mình quá nhiều lợi thế. Alman vừa rồi có vẻ như hơi rén ở khu vực middle. Nếu như Alman giữ lại khu vực middle thì có lẽ đó sẽ là một tình huống của bom đặt đẹp dành cho Alman. Tuy nhiên thì các thành viên bên phía team VC Gaming round thi đấu này thì họ vẫn có thể full buy đầy đủ mà thôi. KZ vẫn có cho mình khẩu AWP. Các thành viên bên phía team VC lần này thì họ đang giữ rất đông người lên trên khu vực lầu B. Với Energy Sport họ đang quyết định để cho một mình vị trí của Dab sẽ là người solo khu vực bom site A. Taric lại là người bắn ở khu vực bom site B rồi. Nhưng bây giờ thì Taric chỉ bắn yếu được một người mà thôi, nhưng Ethan đã đẩy được lên trên khu vực lầu B thành công. Chúng ta hãy cùng xem. KZ đang lộ rất nhiều tiếng chạy. Các thành viên bên phía team VC Gaming họ sẽ không biết được rằng có người trên lầu B nhưng đẩy vào trong market rồi. Chưa chiếm được market thành công dành cho các thành viên bên phía team VC Gaming. Nhưng bây giờ thì KZ nằm xuống ở trên khu vực lầu B, tiếp tục thì Ethan đẩy vào rất cục súp. Double kill dành cho Ethan. VC Gaming có vẻ như quá toang rồi. Breezy hạ gục nốt cái mạng của Alman. Và giờ thì một mình Freeman sẽ làm gì đây? Quá khó dành cho vị trí của Freeman ở trong round thi đấu này. 1v3. Bây giờ thì bên phía các thành viên Energy Sport họ đã bao vây hoàn toàn vị trí của Freeman rồi. Phạm vi di chuyển của Freeman hiện tại là rất tù túng. Và có vẻ như Freeman đang cố gắng clear lại khu vực lầu B ở trên này. Nhưng bây giờ thì Freeman đang đứng ở một vị trí khá lộ thiên. Quyết định đặt bom luôn đến từ vị trí của Freeman chăng? Vâng, quyết định đặt bom luôn. Và các thành viên của NRG, chúng ta đã nhìn thấy sự bình tĩnh của các thành viên NRG. Họ vẫn chưa đẩy lên. Freeman hạ cùng với Ethan rồi tiếp tục với Freeman. Ơ, họ làm được hay không đây? Vâng, tí nữa thì Freeman đã clutch thành công rồi. Những tiếng di chuyển vào sau hơi ngáo ngờ đến các thành viên bên phía NRG. Độ liên kết là hơi thiếu một chút. Nhưng không sao cả, vẫn là rào thắng dành cho các thành viên NRG mà thôi. 9-2 dành cho NRG. Một round thi đấu mà tí nữa họ đã vứt đi một tình huống 1v3 khi mà Freeman đã bắn chết được hai player và bắn yếu được player thứ ba nữa. Taric ngày hôm nay có vẻ như là từ sau khi mà anh cầm cho mình khẩu AWP thì anh đang bắn hơi thọt đi thì phải. Có lẽ là Taric nên đổi lại cầm AUG thôi, tôi nghĩ là như vậy. Và đúng là Taric sẽ sử dụng cho mình một khẩu M4A4 rồi. Nhưng chúng ta có thể nhìn thấy trong round thi đấu này thì lượng bom mì của các thành viên bên phía team NRG họ lại yếu hơn rất nhiều so với bên phía team VC.
Chúng ta lại nhìn thấy rằng việc giữ tiền ở bên phía Cityside luôn là rất khó. Và giờ Littarik vẫn là người giữ ở trên khu vực đầu B. Tuy nhiên hiện tại Breezy lại được đẩy lên trên khu vực underpass rồi. Lại một lần nữa bên phía team VC để cho đối phương đẩy. Quá khó chịu rồi. Thật sự là nếu như bạn bắn với một team mà tay to hơn bạn, biết rằng bên phía team đối phương tay to hơn bạn và lại còn bắn cái kiểu suốt ngày đẩy bên phía Cityside như này, nó thật sự là gọi là rất khó chịu. Liên tiếp với những tình huống bị đẩy đến các thành viên bên phía VC Gaming, và họ mất cho mình quá nhiều vị trí quan trọng. Và bây giờ thì NRG Esports họ sẽ để lại khu vực lầu B dành cho các thành viên VC thôi. Nhưng VC họ đang rất run sợ. Họ sẽ di chuyển bầy đàn cùng với nhau lên trên khu vực lầu B để có thể đổi bảng. Nhưng các thành viên NRG Esports họ để lại lầu B cho đối phương. Breezy đang là người solo B. Nhưng có vẻ như với khoảng tham minh này thì Tarik sẽ bách về hỗ trợ cho người đồng đội của mình mà thôi. VC Gaming đã di chuyển đến 4 người lên trên khu vực lầu B trong round thi đấu này. Nhưng thêm một quả smoke để nhồi vào. Liệu có đẩy luôn qua smoke hay không đây? VC Gaming họ vẫn còn rất nhiều bom trong round thi đấu này. Vâng, họ không việc gì phải vội vàng cả. Tham vẫn còn đến tận 42 giây. VC Gaming có vẻ như họ sẽ quyết định chậm lại thôi. Nhìn có vẻ các thành viên VC Gaming họ sẽ đánh vào trong khu vực bom site B trong round thi đấu này. Vẫn còn đến hai quả smoke và sẽ sử dụng như thế nào đây? Vâng, bắt đầu đẩy luôn vào trong khu vực bom site B rồi. Và có lẽ đó sẽ là một quyết định sai lầm. Đúng là như vậy, Tarik và BZ có cho mình những cái mạng rất dễ dàng. Các thành viên bên phía team NRG Esports họ đang quá thoải mái trong những tình huống thủ bom site. Đối phương không trả thêm một quả bom mìn nào cả, kể cả quả phát cũng không. Và giờ thì tiếp tục Breezy ngày hôm nay đang bắn quá bay rồi. KZ cố gắng xếp cho mình khẩu AWP nhưng sẽ không thể di chuyển được ra khu vực lầu B. 12 dành cho các thành viên bên phía NRG Esports. Quá khó. Breezy đang có cho mình một chỉ số quá khủng khiếp, 17 năm. Với cái ADR là 135.7. Quá bay đến từ vị trí của Breezy. Ở kỳ Major vừa rồi thì NRG cũng là một team thể hiện khá tốt. Tuy nhiên thì họ có cho mình một kết quả khá thất vọng ở vòng New Legend. Chúng ta về với một vị trí kết quả 0-3 hay là 1-3 gì đó mình không nhớ nữa. Và nhân tố quyết định của NRG trong kỳ Major đó chính là vị trí của Breezy. Mà anh thi đấu không được tốt cho lắm. Breezy cũng là một player có rất nhiều tiềm năng. Tuy nhiên phong độ của Breezy có vẻ như cũng không được quá ổn định. Và ra thi đấu này bên phía team NRG đã mất đi sức kill rồi. Nhưng Breezy lại một lần nữa đẩy lên trên khu vực Palace. Và giờ thì Advan. Với lợi thế kê trước thì Breezy có mạng của Advan. Tiếp tục Ethan hạ gục được Alman thành công. Bomb Saiya hiện tại đang tràn vào đến các thành viên VC. Chúng ta đấy thì tanh lên trên khu bomb Saiya rất tin đến từ vị trí của Freeman. Có quá nhiều người dành cho các thành viên NRG ở trong round thi đấu này. Lầu A sẽ được clear lại đến từ vị trí của KZ. Breezy nằm xuống rồi nhưng Freeman xấy lôi. Và thế là hết dành cho các thành viên bên phía team VC. Còn giờ thì đến lượt Freeman lỗi skill nữa, quá khó dành cho VC rồi. Một mình KZ làm được gì hay không đây? Một cái khe rất hẹp và Ethan có cho mình mạng của KZ thành công. 11-2 dành cho NRG Esports. Toàn rồi, thật sự là quá toàn rồi. Thành viên bên phía team PC Gaming có vẻ như họ đang quá ngợp. Bây giờ thì họ sẽ phải half bài trong round thi đấu này thôi. Lượt thi đấu first half chỉ còn 2 round thi đấu nữa. Tuy nhiên có vẻ như là với kết quả này thì bên phía team VC Gaming họ khó mà có thể chiến thắng được ở trong map thi đấu này. Gaming ra thi đấu half bài này có vẻ như họ muốn set bài vào trong khu vực bom sai A. Và NRG Esports lần này thì họ đang có hai người trong khu vực bom sai A, đó chính là Ethan và vị trí của Dab. Ethan quyết định đẩy luôn qua quả smoke khu vực xe, chính xác là quả smoke chưa nổ. Nhưng giờ thì các thành viên NRG có vẻ như họ bắn hơi cương rồi. Ui rồi, không có quả smoke khu vực xe. Cái gì thế này, có vẻ như chỉ là một quả smoke vào khu vực jungle mà thôi. Và Circle có một vị trí bắn khá thoải mái. Bên phía team NRG Esports họ sẽ retake thành công khu vực bom sai A rồi. Vừa rồi tại sao VG Gaming họ lại không trả một quả smoke cắt đôi khu vực connector nhỉ? Mà lại trả quả smoke khu vực jungle. Khá là khó hiểu. Các thành viên bên phía team NRG Esports 12-2 rồi. Liệu có phải là một tỷ số 13-2 không đây? Nếu như 13-2 thì tôi nghĩ sẽ là dấu chấm hết dành cho các thành viên bên phía VG Gaming. Cần, rất cần round thi đấu cuối cùng của lượt first half này. NRG họ đang outskill hoàn toàn đối phương ở trong map thi đấu Mirage.
các thành viên bên phía team PC Gaming là thiếu này họ sẽ có thể team buy mà thôi, nhưng lại những thiếu đẩy mid đến từ bên phía team NRG rồi. Giờ thì team PC có phát hiện ra không đây, một mạng dành cho Dâu Kinh. Bây giờ thì Ethan đổi lại được mạng của KZ thành công, nhưng người đẩy mid cùng với đó là vị trí của Đáp sẽ phải back về mà thôi. Tarik Kha cũng đã advance ở khu vực B short. Bên phía team NRG họ cử quá đông người ra khu vực mid đồ và giờ Ethan di chuyển rất tự tin. Có cho mình cái mạng của Dâu Kinh mà thôi. Freeman đẩy vào, có vẻ như là Freeman hơi ngây thơ thì phải. Hạ phục được một người khu vực stair, Viện không nghĩ rằng vẫn còn người khu vực bom sai A. Và các thành viên bên phía team VG Gaming chắc chắn vẫn thua trong round thi đấu này thôi. 13-2, kết quả của lượt thi đấu first half quá áp đảo dành cho các thành viên bên phía team NRG. Thật sự là no hope dành cho VG Gaming rồi. Không tin được rằng họ có thể comeback được ở trong map thi đấu này nữa, kể cả họ bán pistol nữa. Đây không phải là một giải thi đấu ở Trung Quốc. Nếu như đây là sân nhà của các thành viên PC thì có lẽ cần một tình huống bầu, technical bầu may ra comeback chưa. Chúng ta đều biết ở giải xa series vừa rồi, Tai Lu với Big. Và vừa rồi thì bên phía stream B, FaZe Clan cũng đã chiến thắng Chief, team đến từ khu vực Úc, với tỷ số là 16-5 ở map thi đấu đất 2. Mặc dù không có Nico và không có Adren. Vâng, và chúng ta sẽ cùng quay trở lại với lượt thi đấu second half của trận thi đấu giữa NRG Esports và VC Gaming. Hiện tại thì đây là một round pistol rất quan trọng dành cho các thành viên bên phía team VC, khi họ đang bị dẫn trước với tỷ số là 13-2. Và NRG Esports ở trong round thi đấu này, hai khẩu P250 được dành cho vị trí của Breezy cũng như là Surf Kill. Có vẻ như với những khẩu P250 thì sẽ được tin tưởng giao cho Breezy, một player đang bắn rất bay trong ngày hôm nay dành cho các thành viên NRG. Ethan cùng với đó là Đáp sẽ là người lên bom trong round thi đấu này. Chính xác hơn là Đáp đã là người drop cho Breezy cũng như là Surf Kill hai khẩu P250 này. Và giờ thì Ethan với quả lửa này thì sẽ sử dụng tactic nào dành cho các thành viên NRG trong round thi đấu này đây? Có vẻ như sẽ là một tình huống tràn B, một quả lửa vào trong khu vực bom site B chăng? Chúng ta hãy cùng xem VG Gaming trong round thi đấu này. Họ đang bắn 3 người khu vực bom site B.
vị trí của Alman sẽ là người giữ lại khu vực B-shot. Trong khi đó thì các thành viên bên phía team NRG họ vẫn đang chủ động đẩy ra chiếm khu vực middle đến từ vị trí của Breezy mà thôi. Alman là người kê lại khu vực B-shot và Breezy liệu có biết được điều này hay không đây? Vâng, chúng ta nên nhớ rằng Breezy đang có cho mình một khẩu P250 trên tay. Với khẩu P250 này thì lợi thế bắn tầm xa sẽ được cải thiện hơn rất nhiều so với Glock. Và giờ thì các thành viên bên phía team NRG Esports có vẻ như họ lại chia đều đội hình ra rồi. Thì Serkill đang là người giữ lại khu vực Palace. Và bên phía team NRG, Tarik vẫn đang gây khá nhiều khó chịu trên khu vực lầu B trong tình huống này. Nhưng bây giờ thì Vizy đấu súng với người khu vực B-Shot. Và Oman sẽ là người có cho mình lợi thế một mạng cho Oman. Tiếp tục thì Tarik chảy xuống khu vực bombsite B luôn. Và các thành viên bên phía team NRG Esports họ đang muốn làm gì trong round thi đấu này đây? Liệu có phải là một tiếng fake A để đánh vào khu vực bombsite B hay không? Nhưng Tarik nằm xuống thì bên phía team NRG họ nên di chuyển về khu vực bombsite A hơn. Serkill đang là người giữ lại trên khu vực Palace rồi. Và giờ thì Oman đang nghe thấy những tiếng chạy. Đáp không nhìn thấy đối phương khu vực B-Shot chẳng đây rồi. Đáp đã bắn dọa đối phương. Và giờ thì Ethan di chuyển lên trên khu vực connector nhưng không có slot dành cho các thành viên bên phía team NRG. Và KZ dâu kinh mỗi người có chung một mạng. Đáp sẽ là người sống sót cuối cùng mà không có giáp, chắc chắn sẽ là toàn dành cho Đáp mà thôi. Round pistol rất quan trọng dành cho các thành viên bên phía VC Gaming 3-13. Tuy nhiên liệu có thể comeback được hay không đây? Giờ thì bên phía team NRG Esports họ sẽ quyết định full Nico ở trong round thi đấu này. Đang để cho mình vị trí của Đáp sẽ là người di chuyển fake B. Và các thành viên NRG họ sẽ đẩy lên trên khu vực Palace mà thôi. Nhưng bên phía team VG Gaming họ không bị đánh lừa. Và giờ thì Dâu Kinh nghe được rất nhiều tiếng chạy trên khu vực ban công. Tiếp tục thì Dâu Kinh xây và triple kill dành cho Dâu Kinh. Tiếng hốt Eco rất nhanh đến từ các thành viên bên phía VG Gaming. Cải thiện frag là tốt. 4-13 dành cho VC. Nên có lẽ cơ hội comeback dành cho VC đang là khá ít. Đặc biệt là nếu như họ để thua trong round thi đấu này thì có lẽ là họ sẽ toang mà thôi. Nhưng ở round thi đấu anti-eco vừa rồi thì VC Gaming họ cũng giữ được cho mình đầy đủ 5 khẩu súng. Cơ hội vẫn còn dành cho các thành viên bên phía team VC Gaming. Và NRG Sport round thi đấu này họ sẽ có thể full buy. Tuy là vẫn chưa thể lên được ốp dành cho vị trí của Serkill. Và lần này thì VC Gaming đang muốn đẩy lên trên khu vực middle rồi. Các thành viên NRG liệu có biết điều này không? Đây phát được buff vào là rất chuẩn xác. Và rồi thì Dax cùng với đó vị trí của Breezy. Quả phát của Serkill mù được cả hai người. Nhưng Oman đổi lại được mạng của Breezy thành công. Bên phía team NRG Esports đang có cho mình lợi thế hơn người. Họ đang dồn tất cả mọi người ra khu vực middle. Họ chiếm được middle rất nhanh. Sẽ di chuyển ngược về khu vực bombsite A chẳng. Chính xác là di chuyển lên trên khu vực lầu B rồi. Quả smoke đến từ vị trí của Tarik, chúng ta có thể thấy một quả smoke rất vô trách nhiệm. Nhưng không sao cả, các thành viên bên phía team NRG Esports họ đang di chuyển lên trên khu vực lầu B. Và bên phía team VG họ đang không có người trong khu vực bombsite B trong round thi đấu này. Có vẻ như là VG Gaming đang muốn đánh lô luôn chăng? Nhưng bên phía team NRG Esports, Tarik đang là người bài tờ khu vực middle. Và các thành viên bên phía team NRG có lẽ là họ sẽ có cho mình round chiến thắng ở trong round thi đấu này thôi. VG Gaming họ sẽ cố gắng xếp cho mình 3 khẩu súng này. Vâng, biết rằng bombsite B clear hoàn toàn rồi. VC Gaming họ sẽ có một tiếng đánh lô xịt. 14-4 dành cho các thành viên bên phía NRG Esports. VC Gaming họ nên đi xếp súng ở trong round thi đấu này thôi. Vớt vát được hy vọng nào hay chút đấy. Hiện tại thì VC Gaming đang có cho mình 4 danh dự. Có lẽ là họ nên kéo cho mình đến tầm 7 danh dự, 8 danh dự. Thì đó sẽ là một kết quả đẹp dành cho các thành viên bên phía VC Gaming. Thành viên bên phía NRG Esports ngày hôm nay vị trí của Breezy đang thi đấu rất bay. Chúng ta nhìn thấy 219. Có lẽ đối đầu với những đối thủ dưới cơ thì Breezy được dịp thể hiện mình. Breezy cũng là một trong số những player được đánh giá rất cao ở NRG Esports, ngang hàng với cả Ethan cũng như là Serkill. Ngày xưa thì nói về NRG, người ta hay nói đến vị trí của Serkill, player rất trẻ, người Bulgaria nếu mình nhớ không nhầm, một upper rất nhiều tiềm năng. Tuy nhiên chúng ta cũng phải kể đến Ethan cũng như là Breezy nữa, và Tarik cũng là người mang đến cho các thành viên NRG rất nhiều kinh nghiệm. Và vừa rồi thì Cam vừa mới chuyển sang màn hình game thì ngay lập tức Dâu Kinh phải nằm xuống bởi vị trí của Đáp rồi. Thôi xong, các thành viên bên phía VC Gaming họ đang để bị dẫn trước 10 round. Hiện tại thì họ đang thọt một người trong round thi đấu này. Có vẻ như là quá khó dành cho các thành viên VC Gaming rồi. Dâu Kinh có lẽ anh cũng chỉ giỏi hốt eco rồi.
bên phía team NRG sort ra trận đấu này, họ lại chiếm được khu vực middle rất sớm. Và PC Gaming họ đang chia đội hình ra 2A và 2B. Hiện tại thì người giữ ở B-Shot vẫn đang là Aoman. Một quả lửa được trả vào, Aoman mất cho mình vị trí đứng đẹp. Bên phía team NRG Sport có vẻ như họ đang muốn đánh lên trên khu vực Connector. KZ ngay lập tức trả thêm một quả lửa ra khu vực Connector, khiến cho các thành viên NRG chậm lại. Nhưng bây giờ thì Flash đã búp vào là rất nhiều, KZ chỉ còn chừng 40 máu thôi. Aoman có vẻ như cũng không thể cover được đến từ khu vực B-Shot. Có người kê lại rồi, thêm một quả smoke được nhồi vào và người khu vực CT, đó chính là Advent phải nằm xuống. Tiếp tục thì Aoman đang muốn đẩy ra để bắn súng ở đây. Đáp sẽ là người nằm xuống trong những đấu skill này. Và các thành viên bên phía team VC Gaming có lẽ một lần nữa họ sẽ phải đi xếp súng tiếp thôi. Lại là một tiếng retake thọt người, 4v3. Lợi thế người dành cho các thành viên NRG. VC Gaming lại cố gắng xếp súng. Họ chắc chắn sẽ phải để cho đối phương lên 15 rồi. Quá khó dành cho các thành viên bên phía team VC Gaming. Giờ thì Aoman đang muốn làm gì đây? Có vẻ như là muốn cầy frag ở trong round thi đấu này. Aoman đang đứng một vị trí khá là bố đời. Đến bây giờ thì Aoman, vâng, có vẻ như Aoman chưa lộ. Và anh sẽ xếp thành công cho mình khẩu M4 này thôi. Bên phía team NRG họ đang đẩy người ra khu vực market. Đây cũng sẽ chỉ là một tình huống mà bên phía NRG họ cố gắng xếp lại cho mình những khẩu AK-47 này. 15-4 dành cho các thành viên bên phía NRG eSport. Bây giờ thì VC Gaming, cơ hội cuối cùng của họ ở trong round thi đấu này. Lượng súng của VC Gaming hiện tại là rất phong phú, một FAMAS, một AUG, một M4, một AK, một khẩu AWP. Tuy nhiên với cái phong độ hiện tại các thành viên VC thì liệu họ có thể comeback được hay không đây? Có lẽ chỉ là 0% mà thôi, 0.001%. Bây giờ thì Aoman đẩy lên trên khu vực lầu B rồi. Vâng, có biết rằng còn một người hay không đây? Không biết. Rất ngây thơ đến từ vị trí của Aoman. Lợi thế người dành cho các thành viên bên phía VC đã biến mất. NRG Sport 4v4 và bây giờ thì bên phía VC họ đã quyết định bỏ lại một mình vị trí của Dâu Kinh, giữ lại khu vực Under Palace. Bên phía team VC Gaming có vẻ như đang muốn back về rồi. Bây giờ Breezy đang có tiếng bò chay vào, Breezy đang kê lại vị trí của Dâu Kinh, nhấp nhá với chúng tôi và ngay lập tức bị đục chết. Tiếp tục VC đục vào khu vực City Bay, Advent chỉ còn cho mình 13 máu rồi. Nhưng Advent cũng hạ cũng được Ethan thành công rồi, sủi là rất nhanh đến từ vị trí của Advent. Một quả lửa được trả vào khiến cho các thành viên VC Gaming mất vị trí đứng đẹp khu vực City Bay. Và bên phía NRG Sport đã clear được hoàn toàn khu vực bom xe A rồi. Tuy nhiên họ vẫn trưng tanh và quá sâu và bây giờ đang nhảy lên trên khu vực thùng tích kết bóc. KZ liệu sẽ làm được mấy mạng ở đây? Có ai kề lại vị trí của KZ không? Nên biết rằng có một người khu vực B-Shot vào giờ thì KZ. KZ nhảy lên và ngay lập tức thì Breezy có một mạng của KZ thành công. Freeman không làm được gì. Và 16-4 sẽ là một kết quả chắc chắn dành cho các thành viên NRG Esports. Không có cơ hội dành cho Advent khi anh chỉ còn 10 máu mà thôi. GG well play dành cho NRG. Quá áp đảo đến từ đội tuyển, đến từ khu vực Bắc Mỹ. 16-4 là kết quả của match thi đấu ngày hôm nay. Vâng, vậy là match thi đấu đầu tiên đã kết thúc và tỷ số là 16-4 dành cho các thành viên bên phía NRG Sport. Một kết quả quá áp đảo. Chúng ta thấy rằng VC Gaming có vẻ như là ngày hôm nay họ vẫn chưa lấy lại được đúng cái phong độ của mình. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghỉ giải lao ít phút trước khi đến với match thi đấu tiếp theo mà thôi.